chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Hyundai Lê Văn Lương xin phép giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc Hyundai Accent. Đây là phiên bản Bay, bản thấp nhất, có giá bán là 425 triệu. Và chiếc xe này thì thường được các doanh nghiệp taxi hoặc là kinh doanh vận tải sử dụng nhiều. Các bạn cũng có thể mua chiếc xe này để chạy thêm dịch vụ xe hoa, xe cưới. Vì đây là kiểu dáng xe sedan rất là rộng rãi và giá thì lại cực kỳ rẻ. Đây là phần tổng thể đầu xe. Các bạn thấy là xe vẫn chỉ được sử dụng cái đèn halogen dạng thường thôi. Tuy nhiên thì cũng có được trang bị đầy đủ cả đèn gầm sương mù. Phần la răng của xe, đây là la răng sắt, được bên ngoài thì được ốp giả đúc. Nhìn từ xa thì cũng rất khó để phát hiện được là có phải bản sử dụng la răng sắt hay không. Đây là phần gương chiếu hậu, có tích hợp đèn xi nhan báo rẽ này. Tay nắm cửa thì cùng màu thân xe. Và dĩ nhiên rồi, đây là phiên bản thiếu nên chúng ta sẽ không có cái chìa khóa cửa Smart Start Stop và mở cửa thông minh. Phần đèn hậu này chính là phần mà có ít cái sự khác biệt nhất so với giữa các phiên bản với nhau. Ở cái phiên bản này thì chúng ta vẫn sử dụng toàn bộ cụm đèn như cũ này. Tuy nhiên thì xe sẽ không được trang bị cái cảm biến lùi và camera lùi. Cái này thì các bạn có thể lắp thêm được, giá chỉ khoảng từ vài trăm cho đến khoảng 7-8 triệu đồng gì đó cho một bộ DVD. Bây giờ chúng ta ngó qua một chút về nội thất của chiếc xe. Chiếc Accent này thì sẽ được trang bị là ghế nỉ pha hai màu kem và đen, rất là trang nhã và tạo cái cảm giác rộng rãi phía bên trong khoang xe. Tất cả bốn kính của xe thì đều là bốn kính điện các bạn nhé. Chiếc Accent này thì được rất nhiều khách hàng quan tâm này, bởi vì cái mức giá rất là rẻ, 425 triệu, tức là chỉ tương đương với chiếc i10 bản cao cấp nhất thôi. Đây là sơ lược cái khoang cabin. Thì chúng ta sẽ lên trên khoang cabin một chút để xem cụ thể chiếc xe này nó như thế nào. Các bạn thấy đây là khoang cabin của xe này. Thì vô lăng của xe là loại vô lăng chất liệu urethane giả da, nhưng mà được tích hợp đầy đủ tất cả các nút bấm, các nút điều khiển, âm lượng giọng nói, chuyển kênh chuyển bài. Xe có sẵn đài CD, một đĩa 4 loa, điều hòa nóng lạnh đầy đủ cả chỉnh cơ và đi kèm với hộp số sàn 6 cấp. Xe chưa có sẵn cái kệ thủy tay. Chiếc Accent này thì vẫn sử dụng chìa khóa cơ dạng thường. Và về tính năng an toàn thì xe cũng chỉ có một túi khí dành cho người lái, cùng với đó là 4 phanh ABS. Chiếc Accent này thì đang được Hyundai Lê Văn Lương chúng tôi bán ra với giá là 425 triệu đi kèm chương trình trả góp, hỗ trợ trả góp lên đến 80% giá trị xe. Tức là quý khách chỉ cần chuẩn bị khoảng tầm 80 triệu là có thể mua xe được rồi. Mọi thông tin chi tiết thì các bạn vui lòng liên hệ với số hotline bên dưới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo. Xin chào ạ.